Sáng ngày 19 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ngày 19 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây là những hài cốt liệt sĩ được đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập trong mùa khô 2021-2022 tại tỉnh Savannakhet, Lào. Đây là lần thứ 36 kể từ năm 1993, tỉnh Quảng Trị đón nhận hài cốt các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước. Sau lễ truy điệu, các đại biểu lãnh đạo cùng người dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.700 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố với Lã Thị Anh, sinh năm 1990, ngụ thành phố Hà Nội, trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh về tội trộm cắp tài sản. Theo kết luận điều tra, tháng 8 năm 2021, Lã Thị Anh và anh Tê, sinh năm 1997, ngụ quận 3, kết bạn làm quen trên mạng xã hội. Một thời gian, anh này tới nhà của anh ở quận 7 để gặp mặt nói chuyện và có tặng quà. Sau đó anh Tê rủ anh qua nhà mình ở đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3 chơi và ngủ lại. Lúc này, anh có nghe anh Tê kể về những chiếc đồng hồ hàng hiệu được trưng bày trong phòng. Trong số này có chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona, được anh Tê nói giá gần 100.000 đô la Mỹ. Lúc này, Lã Thị Anh nảy sinh ý định lấy trộm chiếc đồng hồ này. Lã Thị Anh đã nhờ TVT, sinh năm 1990, ngụ quận Phú Nhuận, tìm một chiếc đồng hồ giống vậy để đánh tráo. Sau khi lấy được đồng hồ, Lã Thị Anh đi cầm cố được 970 triệu đồng. Theo kết luận, anh TVT không biết đồng hồ của Lã Thị Anh đem thế chấp là tài sản do phạm tội mà có, nên không có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời TVT yêu cầu Lã Thị Anh hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng cầm cố đồng hồ, nhưng đến nay bị can và gia đình chưa bồi thường. Khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa cùng 13 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1 có người mắc kẹt bên trong. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát chữa cháy đã cứu được 3 người trong gia đình ra khu vực an toàn. Sáng ngày 19 tháng 5, theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á, DAB. Trong đó có bị cáo Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc. Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn, một trong những lý do hoãn để xác định lại DAB có phải là bị hại của vụ án hay không. Theo kế hoạch, phiên tòa kéo dài 3 ngày liên tiếp, tuy nhiên sáng cùng ngày bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm không được dẫn giải đến nơi xét xử. Về lý do, phía tòa án cho biết trước khi khai mạc, luật sư đại diện cho Ngân hàng Đông Á đã có đơn đề nghị hoãn xét xử để làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Trong đó có việc xem xét lại ngân hàng có phải bị hại của vụ án hay không. Sau khi nghiên cứu, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn làm việc. Trong vụ án, tất cả bị cáo trong vụ án cùng bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng. Điền kinh Việt Nam đã đi vào lịch sử khi giành được 22 huy chương vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà và người có vinh dự chốt 8 huy chương vàng cuối cùng là Nguyễn Thị Thanh Phúc. Đường tranh tài nội dung đi bộ 20km nữ và nam được tổ chức bên ngoài khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội từ ngày 19 tháng 5.
Thanh Phúc và Phạm Thị Thu Trang đại diện cho Việt Nam đấu cùng các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Myanmar. Cùng ở nội dung đi bộ nam 20 km, tuyển thủ Võ Xuân Vĩnh đã đạt huy chương vàng, còn tuyển thủ Nguyễn Thành Ngân, em trai Thanh Phúc, đoạt huy chương đồng. Thông tin cập nhật mới nhất, ban huấn luyện đã làm đơn khiếu nại lên tổ trọng tài quốc tế tham gia giám sát điều hành tại SEA Games 31 về việc tước tấm huy chương bạc nội dung 10.000 m nữ mà tuyển thủ Lò Thị Thanh gặp phải trong buổi chiều ngày thi đấu ngày 18 tháng 5. Lãnh đạo đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ban đầu tuyển thủ Lò Thị Thanh đã được kiểm tra giày khi đăng ký thi đấu. Tuy nhiên đôi giày không được phép và đã thay giày khác, đôi giày tham gia lúc thi đấu chính thức. Đôi giày đã được tổ trọng tài kiểm tra và chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi về đích, tuyển thủ Việt Nam đã gặp khiếu nại và tổ trọng tài quốc tế xem xét rồi đưa quyết định hủy kết quả thi đấu. Khi quyết định hủy kết quả đã được đưa ra, chúng tôi làm đơn khiếu nại để kiểm tra lại và đảm bảo sự công bằng cho tất cả vận động viên, ông Hùng xác nhận.